Xin chào các anh chị nhá. Chúc anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hôm nay mình lại có một cái dòng sản phẩm mới để giới thiệu với tất cả các anh chị. Trên tay tôi đây là một nọ nước thơm hương xả chanh. Đấy. Đây là nọ nước hương xả chanh rất là thơm. Các bác nhìn thấy nọ có đẹp không ạ? Đấy, trông như một nọ nước hoa rất giá trị, đẳng cấp đúng không? Thế thì tôi sẽ giới thiệu với các anh chị nó có tác dụng gì. Đấy, cái nọ này thì có thể là ta sẽ cũng xịt lên tay. Đấy, như thế này. Trong thời gian dịch bệnh Covid bây giờ nó cũng rất là lan tràn, rất là mạnh. Thì cái nọ này nó sẽ có tác dụng diệt tất cả các loại vi khuẩn gây hại. Đấy, khi chúng ta chạm vào những cái vi khuẩn gây hại nó sẽ giảm bớt tỷ lệ của lây nhiễm. Đấy, các bác nhớ nhá. Đấy, trong cái nọ này thì nó có tỷ lệ 60% là cồn và 30% tỷ lệ xả và 10% chanh. Đấy, cho nên là nó rất là tốt, nó là thảo dược thiên nhiên, cho nên nó không gây hại gì cho sức khỏe con người chúng ta. Đấy, mà nó lại diệt được tất cả vi khuẩn gây hại, lây nhiễm. Thế cho nên là các anh chị có nhu cầu sử dụng cái nọ nước này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới. Chúng tôi sẽ gọi lại và ship hàng đến tận nhà cho các anh chị sử dụng. Rất là hữu ích. Rồi, xin chào, chúc các anh chị một ngày vui vẻ, mạnh khỏe, làm ăn thật là thịnh vượng. Xin chào ạ.